Make up. Wow. Luôn nhớ là phải thoa kem chống nắng trước khi make up nha. Kem chống nắng mình sử dụng là của nhà Omiu. Đầu tiên là test thử em kem chống nắng ra mặt trước. Wow, chiếc kem hơi lỏng, rất là mướt, mỏng nhẹ, nhanh tẩy vào da. Trời ơi, mọi người có thấy gì không? Trẻ này ra tay của tôi bị lệch vài tông so với da mặt. Thôi thì tiện thể test luôn em kem chống nắng body của nhà Omiu vậy. Chất kem thì đặc hơn kem chống nắng da mặt nha. Có mùi thơm thảo dược, cũng nhanh tẩy vào da và bật tông hơn hẳn luôn. Nói chung là ruột hai em này. Quay trở lại với layout makeup này thì có điểm nhấn là cắt kẻ eyeliner. Tiếp đến là đánh má ngang. Mà nhớ là chấm thật nhiều tàn nhang ở hai bên má và mũi nhé. Và cùng xem kết quả thôi nào.